Thưa quý vị, năm 2023 là năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Với phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, trong nhiệm kỳ này, Công đoàn các cấp sẽ có nhiều đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích người lao động. Theo kế hoạch, Đại hội Công đoàn cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2023. Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2023 và để tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh diễn ra vào tháng 9 năm 2023. Liên đoàn Lao động tỉnh đang chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy nhanh tiến độ Đại hội Công đoàn cơ sở, đảm bảo đúng thời gian quy định trước ngày 31 tháng 5 năm 2023. Liên đoàn Lao động thị xã Phú Mỹ là đơn vị công đoàn cấp trên trực tiếp được Liên đoàn Lao động tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm và dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4 năm 2023. Cho đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội Liên đoàn Lao động thị xã đã hoàn thành 80%, bao gồm xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, xây dựng đề án nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra, thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội. Hiện đã có 194 trên 195 công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thị xã Phú Mỹ tổ chức thành công đại hội, đạt tỷ lệ 98%. Đặc thù công đoàn cơ sở trực thuộc chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ, có ít lao động. Do vậy, ngay từ khi chuẩn bị đại hội, Liên đoàn Lao động thị xã đã có sự chỉ đạo sát sao cho từng công đoàn cơ sở, lựa chọn những cán bộ công đoàn năng nổ, nhiệt huyết và am hiểu pháp luật để tạo thuận lợi cho hoạt động sau này. Trong cái nhiệm kỳ này thì cái đội ngũ và cái nhân sự về ban ủy ban kiểm tra thì rất là khó hơn là các nhiệm kỳ khác, là bắt buộc là ủy ban kiểm tra là phải trình độ là phải là đại học luật hoặc là tài chính kế toán hoặc là có bằng thanh tra. Thì nên trong nhiệm kỳ này thì muốn để Liên đoàn Lao động cũng đã cố gắng hết sức để mà lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn đó để vào ủy ban kiểm tra để hỗ trợ giúp đỡ cho người lao động về luật lao động. Công đoàn ngành nông nghiệp cũng được chọn tổ chức đại hội điểm dự kiến vào cuối tháng 4 năm 2023. Đến nay đã có 27 trên 28 công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành với hơn 14.500 đoàn viên tổ chức thành công đại hội. Công đoàn cơ sở thuộc công đoàn ngành nông nghiệp chủ yếu là các doanh nghiệp chế biến thủy sản. Việc phát triển đoàn viên gặp nhiều khó khăn do chủ yếu lao động thời vụ. Do vậy, trong xây dựng phương hướng hoạt động ở nhiệm kỳ 2023-2028, công đoàn ngành nông nghiệp tập trung chỉ đạo các công đoàn trực thuộc chú trọng những giải pháp chăm lo quyền lợi, lợi ích của người lao động, tạo niềm tin, động lực cho người lao động gia nhập tổ chức công đoàn. Trong cái nhiệm kỳ tới đây sẽ tập trung vào cái công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Thứ hai là phải tham tổ chức xây dựng cái tổ chức công đoàn lớn mạnh là ta bằng cách là thay đổi cái nội dung và những cái phương thức hoạt động sao cho nó phù hợp với từng loại hình cơ sở và phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và cũng cập nhật được cái xu hướng hiện nay. Toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 1.567 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn và 14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Trong đó có 1.496 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn đủ điều kiện tổ chức đại hội và 29 công đoàn tổ chức hội nghị. Đến nay đã có 672 trên 1.496 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ 45%. 27 trên 29 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn tổ chức hội nghị, đạt 93%. 1 trên 14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức đại hội. Theo đánh giá của Liên đoàn Lao động tỉnh, các công đoàn cơ sở đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của công đoàn cấp trên. Văn kiện đại hội có sự chuẩn bị chu đáo, nội dung đánh giá bám sát tình hình hoạt động nhiệm kỳ, nhân sự thực hiện đúng quy trình. Đại hội đã phát huy được tinh thần đoàn kết, dân chủ và nhận được sự đồng thuận cao của đông đảo đoàn viên, người lao động. Để cái tổ chức công tác đại hội, hội nghị công đoàn các cấp được đảm bảo, thì Liên đoàn tỉnh đã chỉ đạo các đồng chí trong ban thường vụ Liên đoàn tỉnh trực tiếp theo dõi các cái công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, rồi thường xuyên kiểm tra đôn đốc các cái đơn vị trong cái công tác là chỉ đạo hướng dẫn công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn tổ chức đại hội. Đại hội công đoàn các cấp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhiệm kỳ 2023-2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng,
là ngày hội của cán bộ, đoàn viên và tổ chức công đoàn. Ngoài việc đề ra những phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới, đại hội sẽ bầu ra ban chấp hành, đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, người trực tiếp làm nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ đối với đoàn viên, người lao động.